mua lại nhà của em không? Xin chào anh, không biết là anh có chút thời gian rảnh để xem phỏng vấn anh hỏi câu được không? Nhất trí ngay. Câu hỏi đầu tiên này của em dành cho anh là không biết là anh có biết trong tháng này có ngày gì đặc biệt không? Chuẩn bị là có ngày 26 tháng 3 thành lập và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vâng. Tháng 3 thì anh thấy nó có 14 tháng 3 này. 29 tháng 3 sinh nhật của anh. 29 tháng 3 sinh nhật của anh. Đây là... Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Còn anh 83. Mời đẹp. Mời đẹp. Sắp tới thì theo mình được biết đó là ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ. Rất tuyệt vời. Vâng, cho em hỏi câu thứ nhất là anh có suy nghĩ gì về ngày 8 tháng 3? Ngày 8 tháng 3, ngày 8 tháng 3 đối với anh là ngày vinh danh sự công hiến của những người phụ nữ. Trời ơi, ghê chưa? Theo anh nghĩ thì ngày 8 tháng 3 sinh ra là để cho anh em đàn ông tri ân lại cho các chị em phụ nữ. 8 tháng 3 là một trong những ngày rất là đặc biệt và ý nghĩa dành cho những người mẹ, người cô và những cái chị em phụ nữ một thời điểm của mình. Ba từ của mình đó là trẻ trung này, xinh đẹp này và năng động. Các chị em ở đây thì Two thousand years later. Các chị em ở đây thì rất là hòa đồng, vui vẻ và rất là giúp đỡ mình từ lúc mình vừa vào đây, giúp đỡ mình rất nhiều và mình cảm thấy rất là quý các chị em ở đây. Câu hỏi số 2, anh có 3 từ gì để nhận xét về các chị em trong công ty không? Xinh, giỏi giang và vô cùng tuyệt vời. Vâng. Wow. Dối cả thế giới luôn. What? Dối cả thế giới luôn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lúc đấy là lúc cứ đứng nhất được tạo ra được những người chị em được tạo ra được những sinh mệnh mới được trên thế giới này. Mình thấy ngày đấy là ngày rất ý nghĩa. Nếu một ngày mà anh làm phụ nữ thì anh sẽ thả thính cho toàn bộ anh em đàn ông trong thế giới này. Vâng. Nếu mà được làm phụ nữ một ngày thì có lẽ là mình sẽ muốn được trải nghiệm cái tặng cái cảm giác được tặng quà, tại vì là mình thấy khi mà đàn ông chúng ta mà tặng quà phụ nữ thì suy nghĩ nó rất là nhiều. Đấy, và cái món quà được tặng thì nó gọi là rất là có cái giá trị về tinh thần đấy. Chúc mừng chị em nhân dịp mà 8 tháng 3 có một sức khỏe dồi dào, luôn xinh đẹp và luôn là niềm tự hào của tất cả anh em. Sắp tới là ngày 8 tháng 3 là một trong những ngày rất là đặc biệt ý nghĩa, thì mình chúc cho tất cả các chị em công ty, các cái người phụ nữ ở trên thế giới này thì luôn luôn là xinh đẹp, có sức khỏe và công việc, gia đình hạnh phúc. Các chị em càng ngày càng xinh và hôm nay ngày 8 tháng 3 chúc các chị em nhận được thật nhiều hoa và nhiều quà. Thì ngày 8 tháng 3 thì anh cũng gửi lời chúc đến chị em trong công ty là chị em luôn luôn xinh đẹp và hoàn thành tốt công việc. Tiếp theo là đối với các bà, các mẹ, các chị và tất cả chị em trên toàn thế giới thì kiến chúc là mọi người luôn phải dồi dào và luôn giữ vững được cái tinh thần đảm việc nước giỏi việc nhà. Chúc chị em phụ nữ 8 tháng 3 thật nhiều hoa, thật nhiều quà và luôn luôn xinh đẹp.